Cho em hỏi là em có thể dùng hà thủ ô và cà gai leo thì có tốt hay không ạ? Chào bạn, hà thủ ô là loại thảo dược có tác dụng là bồi bổ bổ máu, dưỡng huyết và giúp đen tóc. Cà gai leo thì có công dụng chính là giúp mát gan, giải độc gan, hạ men gan và tăng cường chức năng gan. Hai loại thảo dược này thì bạn có thể dùng được bình thường. Tuy nhiên thì thời gian uống hai loại thuốc này thì nên cách nhau khoảng 1 giờ đồng hồ là tốt nhất. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.